Chào anh nhé, cho em một chút kinh nghiệm nuôi chim bổi không bị sinh tật mũi và mau thuần nhé. Ok bạn, cái vấn đề mà bạn muốn nuôi một con chim bổi cho dù như thế nào thì thường thường những con chim mà bổi mà nó nhát thì nó sẽ sinh ra tật lỗi. Thì cái vấn đề tật lỗi này nó có rất nhiều cái khía cạnh, tức là cũng có con chim nó nhát quá đâm nó sinh ra lỗi ngoái ngửa, và cũng có con chim nó ngoái ngửa cái bản năng của nó. Như anh em thấy có rất nhiều con chim là bổi rừng về, đặc biệt những con chim mà anh em mà đi bãi rừng về, anh em không tin mình thì anh em cứ hỏi các lục thủ, anh em cứ hỏi các lục thủ xem có đúng là anh Lập nói đúng hay là nói sai. Cái tật lỗ ví dụ như thường là những con chim bổi anh em nuôi bị tật lỗ đó là bệnh ngoái và san tô, rồi là xuống bố, đó là những cái tật lỗi mà anh em thường gặp khi anh em nuôi một con chim bổi. Thế thì để mà hạn chế nó thì anh em đầu tiên, cái đầu tiên anh em phải biết là không được gò bó nó. Đấy, cái đầu tiên không được gò bó nó. Tất nhiên những con chim nó lỗi á, đôi khi nó là cái bản năng của con chim. Anh em hỏi các đầu thủ xem là có rất nhiều con chim người ta đi đánh ở rừng về, về tới nhà buổi sáng buổi chiều ngoái ngay, đó đầu tiên nó nhát quá và sinh ra tật lỗi. Đấy, đứng trên cầu nó ngoái nó bẻ tùm lum thế, rất là bực mình. Cái thứ hai nữa là cũng có con chim nó không phải là ngoái theo bản năng mà nó nhát quá sinh ra tật lỗi, đó là nó tìm đường nó đi, mà khi mà nó thấy người nó sợ và nó tìm đường nó chui nó rút để nó đi thì nó sinh ra ngoái ngửa. Thì anh em thường biết là những con chim chào mào thì nó chỉ làm được một lần thì lần sau nữa sẽ làm được. Đó là cái dòng chim mà học cái tốt thì rất là lâu nhưng học cái dở rất là nhanh. Chào mào nó như nó có một cái nhược như vậy. Cho nên điều đầu tiên anh em muốn nuôi một con chim bổi già mà nhát thì anh em nên nuôi các lồng rộng. Các lồng rộng, lồng lực, tốt nhất là nên nuôi lồng lực. Tất bất kỳ một con chim nào như mình nuôi cũng thế, bất kỳ một con chim nào khi mình mua anh em lục thủ về là mình cũng thả lồng lực ít nhất là một tháng, và thông thường là từ 2 đến 3 tháng. Đó là những con chim bổi. Thứ nhất là sao? Để cho nó có không gian để nó xoay sở. Cái thứ hai nữa, để nó rộng rãi, con chim nó cho bay nhảy, nó không có bị hư, nó không có bị hư lông với lại nó gãy. Đấy. Và cái thứ ba đó là nó có chỗ, có không gian để cho con chim nó tìm đường để nó ẩn nấp. Thì anh em có đi gần tới nó thì nó vẫn có chỗ để nó bay, nó vẫn có chỗ để nó trục dạng, thì nó đỡ hạn chế tật lỗi hơn. Chứ còn anh em mà nhốt cái lồng ép thì thông thường là đa số là tật lỗi. Mà thường là những con chim mà nhốt lồng ép thì tôi nói thật với anh em là 10 con hết 9 con lỗi rồi. Nó thật với anh em 10 con hết 9 con lỗi. Đặc biệt là anh em cứ bỏ một cái cầu ngang và một cầu trục ở trên. Anh em cứ nghĩ là lồng nhỏ là để cho nhanh thuần, không phải đâu. Thì nói chung là không biết là anh em nuôi như thế nào thì mình không biết, nhưng mà với cá nhân mình và kinh nghiệm của mình thì nó là như vậy. Không bao giờ con chim bổi nào mà anh em ép nó mà nó nhanh dạn được, trường hợp anh em để đói. Đấy, có rất nhiều anh em thuần bổi là anh em để dùng cái phương pháp nào để đói thì tất nhiên cũng được, nhưng mà con chim nó bị suy và nó rất là lâu chơi. Đặc biệt là nó, mình nghĩ đơn giản là nó rất tội con chim, về nuôi nó để đói nó tội lắm. Nôm là như vậy. Có nhiều anh em để đói là đút cầu cào ấy thì nó cũng nhanh dạn thôi, nhưng mà với điều kiện là nó chỉ dạn cho một mình ông chủ thôi, đó là anh em thuần nó để đó đói đút cầu cào thì nó thuần với anh em, nhưng mà so với người lạ thì nó vẫn nhát bình thường anh em nhé. Ok chưa? Anh cho em hỏi con bổi già rừng nhát có hiện tượng ngoái và nhảy rụng lông, gãy lông thì chăm như thế nào thì ok nhất? Tốt nhất cho con chim đó thì bạn nên bỏ cái động lực nan xít ấy, hoặc là nan phân tư động lực cho nó nhá. Chứ còn bạn nhốt cái lồng bình thường thì chắc chắn nó càng nhốt lồng nhỏ thì nó sẽ càng rụng nhiều. Bởi vì những con chim đó, thứ nhất là con chim già nó bao giờ nó rất là lực, và cái có nhiều con là nó giữ được ấy, thì nó chỉ bạ và nó bu ấy, thì nó sẽ đỡ về gãy lông hơn. Nhưng mà do có rất nhiều con chim nó đập cánh đấy, đập cánh và nó bay phành phạch đấy, thì nó rất có hiện tượng nó bị gãy lông và rớt lông. Đặc biệt những con chim đó nó rất là nhát, những con chim bổi già đấy nó rất là nhát. Cho nên là bạn tốt nhất bạn nên nuôi các cái lồng lực 60 phân là tốt nhất bạn nhé. Thứ nhất là nó hạn chế về con chim nó không có ngoái, nó có không gian để nó xoay sở. Và cái thứ hai nữa là nó không có bị hư lông nhiều. Ok cho bạn anh Tùng. Chim bổi nuôi sao là ok anh? Con chim bổi thì mình có chia sẻ rất nhiều đấy bạn. Thường thường chim bổi có rất nhiều cái kiểu bổi đó. Thấy chưa? Có thể là anh em thường hay mua bổi trong lồng AV về, rồi cũng có anh em mua bổi riêng ở rừng về, rồi cũng có anh em mua bổi chuẩn bãi lưới về, bãi đấu về. Nó rất nhiều kiểu bổi. Thì thường những con bổi mà nó càng già nó càng nhát thì những con chim nhát thì đa số là nên nuôi những cái lồng lực 60 phân.
thì nó sẽ nhanh thuần hơn và nó đỡ tật lỗi hơn bạn nhé. Còn nếu mà nuôi chim mà bạn nuôi bổ giao vi thì đơn giản, những con đấy thì nó mình bạn nuôi chế độ giống trung thuần bình thường được rồi. Ngoài đó anh cho em hỏi chế độ chăm sóc chim thi với cái vấn đề chăm sóc chim thi này thì mình đã chia sẻ rất là nhiều ở các cái live chim trước rồi mà, cho nên là bây giờ thì mình chỉ có nói tóm tắt thôi bạn nhé. Chứ còn nếu mà bạn muốn biết rõ hơn thì bạn có thể là kéo xuống bạn xem một vài cái live stream trước mà mình có để tiêu đề chế độ chăm sóc chim thi ấy, thì bạn cố gắng mà xem lại. Chứ còn bây giờ mình chỉ nói sơ qua thôi để bạn nắm bắt được cái bộ khung ấy. Tức là để chế độ một chim thi thì phải là mồi tươi, trái cây, chế độ nắng và đặc biệt là phải đều tay. Đấy, còn chế độ tắm táp ấy, thì tùy người, có người tắm ngày một, có người hai ngày tắm một lần, nhưng mà với cá nhân mình thì mình tắm ngày nào mình cũng tắm hết, đó thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mồi tươi là phải đều hàng ngày, đều ngày để cho chú chim đó luôn luôn có thể lực tốt. Và cái thứ ba là để mà hoàn thiện được thể lực con chim đi thi thì tốt nhất là bạn cứ 2 tuần bạn đi thi một lần, và chế độ ngủ nghỉ con chim phải hợp lý đó. Cái thứ ba nữa là về các cái form lồng của chú chim, bạn phải biết được con chim bạn thể lực như thế nào để bạn bố trí về cái cách cầu cống và form lồng. Nếu như con chim của bạn thể lực nó không được tốt lắm thì bạn phải dùng những cái size lồng 35 hoặc 36. Còn nếu thay con chim của bạn mà thể lực ok thì bạn có thể dùng những cái size lồng 37 bình thường, không sao cả bạn nhé. Chứ còn về chế độ thì tốt nhất là bạn cứ ngày nào cũng tắm và phơi nắng vào buổi chiều. Nắng buổi chiều là tốt nhất cho tất cả các chú chim đi thi bạn nhé. Đây là bạn mình sẽ tóm tắt sơ lược qua, còn bạn muốn biết rõ thì bạn nên kéo lại các live stream trước bạn nhé. Bạn Nguyễn Trường Giang, tình trạng bổi về bị chim thuần đè không hay không tố chất nên bị đè không ra mỏ được. Cái này nó có và cũng có và cũng không thể có. Tất nhiên thì những như bổi về chim thuần nó thường nó hay đè đấy, nhưng mà nó đè ở đây là ở mức độ thôi, chứ còn không phải là nó xuống mãi được. Cũng có con chim bổi bạn nuôi nó nhưng mà nó tố chất nó hung dữ thì nó chậm lên thôi, chứ còn không đè được nó đâu, không đè được đâu nhá. Còn nếu mà con bạn nuôi chim mà cái lá gan nó không có, độ lì nó không có thì nó đè mãi mãi muôn đời chỉ có vậy thôi, ok chưa bạn? Chim bộ nhỏ có thái độ chơi được không anh? Nãy giờ em hỏi rồi, ok Võ Hồng Tuy nha. Cái vấn đề to nhỏ thì nó không có quan trọng bạn nhé, nói thật với bạn đấy. Không biết là anh em tuyển chim như thế nào thì mình không biết, hay là mỗi người có một cái form chim, hay là mỗi người có một cái suy nghĩ riêng. Nhưng mà với mình ấy, tất cả những con chim thi đấu thì vấn đề to nhỏ nó là về thể xác ấy. Nó không có quyết định về cái vấn đề chim hay là chim dở, hay là chim thi được hay là không thi được. Nhỏ cũng chơi được, to cũng chơi được. Tại vì sao? Nó thứ nhất là nó liên quan tới vùng miền. Đấy, chứ không phải là chim to thi được mà chim nhỏ không thi được, không có. Thứ nhất là nó liên quan tới vùng miền. Cũng có vùng chim to rồi cũng có vùng chim nhỏ, nhưng mà vùng nào thì cũng phải có chim hay chim dở chứ, đâu có phải vùng nào cũng chim dở, vùng nào chim hay đâu. Cho nên là cái vấn đề to nhỏ nó không có quyết định được bạn nhá. Cái bộ to hay bộ nhỏ nó không quyết định được, chim không quyết định đâu. To cũng chơi được mà nhỏ cũng chơi được, nhưng mà quan trọng nhất phải là cái bản lĩnh của con chim, tố chất của con chim và cái độ lì lợm của nó. Đặc biệt là khi con chim tố chất cái thi thì đó là cơ địa tốt. Bạn thấy có nhiều con chim nó to như trái bắp nhưng mà đấu được cỡ 45 phút là thở oxy rồi, nhưng mà cũng có con chim chơi nhỏ nhỏ bằng cái chim sẻ cho mấy mà chơi từ sáng đến trưa bình thường, chuyện đó bình thường không có gì cả bạn nhá. Cho nên là bạn đừng có kỳ thị về cái vấn đề bộ to hay bộ nhỏ, quan trọng nhất đó là cái cơ địa của nó tốt anh nhá, cơ địa nó tốt và cái bản lĩnh và tố chất của nó ok là chơi được hết. Em thấy bây giờ ít thấy bụi Huế lên đỉnh, anh nhỉ toàn chim Bắc bụi to lực. Không rồi bạn ơi, cái này là bạn sai lầm đấy. Tại vì chim Huế bây giờ nó cũng không còn nhiều đấy, chim Huế rồi chim Quảng Nam rồi Quảng Trị thì bây giờ nó không còn nhiều. Và chính vì điều đó cho nên là anh em bây giờ họ chơi chim ở ngoài Bắc, rồi chim Nghệ An, Thái Nguyên, rồi nói chung Lào Cai, Sơn La, rồi họ chơi như vậy thôi. Thì tất nhiên cái mật độ chim của nó giờ nó nhiều, thì anh em chơi đông, và đặc biệt là đa số bây giờ họ chơi đấu hot mà, thì nó như vậy. Chứ còn không phải là chim Huế ít đâu, chim Huế hay lắm đấy, nhưng mà do cái mật độ chim Huế bây giờ nó ít
nên là nó như vậy bạn nhé. Đỗ Văn Thắng, buổi vừa lột lông rừng còn muốn đổi sang lồng đấu nên sử dụng như thế nào hợp nhất? À, cái này nó không có liên quan tới vấn đề mà hợp lý hay là hợp lý em con nhé. À, Thắng nhé, cái quan trọng nhất là bạn phải hiểu được cái lết đấu của con chim nó hợp với cái cầu nào thì bạn bố trí, chứ còn bạn hỏi mình như vậy thì nó rất là khó trả lời. Bạn phải biết con chim nó đấu rê cầu rê thì bạn bỏ cầu thẳng, mà nó lật thì bỏ vào cầu góc để nó lật nhá, chứ không có một cái quy tắc cố định cho con chim thi đấu trên cầu nhá. Chim đang đấu mà ưa quật mỏ là sao anh? Nó có rất cái vấn đề quật mỏ mình đã trả lời rất nhiều anh em, nó có rất nhiều cái nguyên nhân. Bạn nhá, bạn cọt chợ nhá, nó có rất nhiều nguyên nhân. Con chim quật mỏ thì có thể là nó còn yếu lửa, thứ hai nữa là nó bị nguyên nhân cái gì đó về cái bộ lông, tức là nó có thể bạn nuôi chim ở trong thời tiết bạn phơi nắng nó bị gió bị đồ thì nó cũng hay quẹt mỏ, rồi con chim ăn nó cũng quẹt mỏ, mà đây là đôi khi nó là cái tính nết của con chim, thường nó vấn đề quẹt mỏ đó là cái tính nết của con chim bạn nhé. Rồi cũng có thể nó là cái bệnh, cho nên là bạn phải biết được bạn phải những cái vấn đề này á thì mình phải xem thực tế con chim qua clip hay là qua hình ảnh thì mình mới biết được thực tế rồi cái nọ của nó được. Chứ vấn đề cái quật mỏ này, cái lỗi thì nó không có gì khó khăn đâu, nó cũng chẳng có gì là to tát cả, nhưng mà phải nhìn được con chim cơ. Cái vấn đề mà chim bạn đi mua của họ về mà mới được thay lông xong được 2 tháng mà bạn mua về mà nó rớt lông á thì thực sự là nó có rất nhiều cái nguyên nhân bạn nhé. Tôi chuyện này có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà cái nguyên nhân đầu tiên á thì đó là cái phương pháp trong con chim đó bạn nhé. Cái nguyên nhân quê đầu tiên đó là phải là cái phương pháp trong con chim đó nó mới là cái nguyên nhân chính, chứ còn cái này thì mình không nói ra thẳng ở trên livestream được, bởi vì nó rất là tế nhị, nó rất là tế nhị và nó rất là khó cho bạn chăm sóc một con chim đó. Tốt nhất bạn xíu nữa bạn inbox cho mình hoặc là bạn điện thoại cho mình sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn nhé. Bởi vì cái vấn đề này nó rất là tế nhị mà mình không có thể nói trên livestream được, đôi khi nói ra nó mất lòng cả bạn và cả cái người bán chim cho bạn, cho nên là bạn có thể inbox cho mình hoặc là gọi điện cho mình sẽ giải đáp trực tiếp cho bạn, bạn Mặt Trời Phương Đông nhé. Bởi vì cái câu hỏi này nó rất là hay đấy, đặc biệt là những người mà mua chim thi về, chứ không phải chuyện đơn giản đâu, cho nên là nó rất là tế nhị và đôi khi ở trả lời trên đây thì có rất nhiều anh em lại nghĩ mình thế này thế kia, rồi nó đâm ra nó hoang mang cho bạn nhé. Tốt nhất là bạn cứ inbox cho mình chắc chắn sẽ trả lời cho bạn, xíu nữa mình tắt là chi mình trả lời cho bạn, biết inbox câu hỏi này qua cho mình nhé, bạn Mặt Trời Phương Đông nhé. Thôi trễ rồi, chắc là chào tất cả anh em, hẹn anh em vào tối mai lại bình luận tiếp anh em nhé. Bây giờ trễ rồi, chắc phải chia tay anh em tại đây, có gì anh em mình ngày mai lại gặp lại nhé. Chào tất cả 500 anh em nhé, chúc anh em một buổi tối vui vẻ, một buổi tối tràn đầy năng lượng, một buổi tối ngủ ngon nhé. Hẹn anh em vào tối mai, anh em ta lại gặp nhau, bàn luận chim cò tiếp nhé. Những gì mình biết được thì mình sẽ chia sẻ cho anh em, mong anh em đón nhận, và những gì mình không biết thì mong anh em thông cảm. Tất cả những kinh nghiệm của mình thì mình luôn luôn tích góp lại và truyền đạt lại cho anh em. Anh em nào mà cảm thấy mà áp dụng được thì đó là điều tốt, và anh em nào không áp dụng được thì đó là điều mà anh em tùy anh em. Thế là những mình biết cái gì thì mình chia sẻ anh em đón nhận thì mình mừng, còn anh em nào mà thấy nó không đúng thì anh em có thể là bỏ qua ngoài tai. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ anh em nhé. Chào tất cả anh em nhé.